Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình làm video này để chia sẻ với lại toàn thể anh chị em cách để chúng ta xử lý một cái chậu lan khi mà chúng ta vừa mới mua ở trên mạng về, để cho cây lan của ta nó sinh trưởng và phát triển được ngay, và nó không đặc biệt là sau này sau khi mà chúng ta trồng thì cây lan của ta nó không bị thối. Và rất nhiều anh chị em thì khi mà mua những cây lan hồ điệp ở trên mạng về thì anh chị em trồng được một thời gian thì cây lan của các bạn nó bị chết và nó bị thối và nó không phát triển được. Đây thì cây này thì mình mua về thì người ta ship về thì hoa rất là đẹp mọi người ạ. Đây này, hoa rất đẹp. Thế nhưng mà nó bị gãy mất. Thế nhưng mà không sao nhé mọi người nhé. Những cây như này thì nó bị gãy hoa thì chúng ta cũng vẫn phải trồng lại thôi, không vấn đề gì cả. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn anh chị em cách để chúng ta trồng và xử lý cho cái cây này. Đầu tiên thì đối với lại cái chậu như thế này thì chúng ta mang ra cái giá thể này này mọi người này. Ở nhà vườn người ta trồng thì người ta sử dụng cái giá thể là cái rêu này, thì nó giữ ẩm rất là tốt. Đối với cái rêu này này thì cái năm đầu tiên ấy, thì nó phát triển, cây lan của ta nó sẽ phát triển rất tốt. Nhưng mà nếu như mà cái rêu này mà đến năm thứ hai trở đi rồi thì cái rêu này thì nó lại là cái nơi mà chứa nấm khuẩn, và chính vì mà nó giữ nhiều nước quá thì cái bộ rễ của cây lan của ta nó rất dễ hay bị úng. Thì cái này thì người ta đã trồng từ cái cốc nhỏ sang cốc to, và cái rêu này chính là cái rêu mới người ta vừa mới đưa vào. Thế còn cái rêu này nó là cái rêu cũ này mọi người này. Đây này, cái rêu cũ này này. Đấy, rêu này là rêu của năm trước khi mà người ta trồng từ cái khi mà cây nó là cây mô ấy, mọi người ạ. Đấy. Thì ở trong đây thì mọi người thấy rằng là đây, cái rễ này nó đã bị thối rồi đây này. Cái rễ đấy, rễ này nó bị thối rồi đây này. Chúng ta bỏ hết cái này đi nhé mọi người nhé. Đấy, thì bỏ hết cái này đi, sau đó thì chúng ta trồng lại thì mình đảm bảo là sang năm là cái cây này nó sẽ phát triển rất tốt và nó sẽ không bị thối nữa. Khi mà chúng ta mang ra như này thì những cái rễ nào mà nó bị thối thì là chúng ta hãy cắt cái rễ thối đó đi nha mọi người nhé. Tại vì chính cái vị trí thối đây này, ví dụ như là cái này nha mọi người nhé. Cái này thì mọi người thấy rằng là ở đây thì nó ra một cái rễ mới trắng như này. Thế nhưng mà ở cái phần cuống đây là nó bị thối rồi đây này mọi người này. Đây này, nó đã bị thối rồi. Đấy, và cái thối này thì nó lan rất nhanh. Đấy, nó làm cho thối cái những cái bộ phận rễ còn lại của cây lan. Đấy. Đây, ở đây có cái vị trí thối này này, mình cũng cắt nó đi này. Cái rễ này cũng thối, mình cắt nó đi. Rồi. Tiếp đến cây này. Cây này thì cái phần giá thể bên ngoài này này thì là người ta mới bù vào thôi. Đấy. Còn cái phần ở bên trong đây này, bên trong nó vẫn còn tròn, hình tròn như này, cái cốc nhỏ đây này là cái giá thể này, giá thể cũ của năm trước rồi. Đấy. Đây này, rễ này đã bị thối rồi đây này mọi người này. Đấy. Chúng ta bỏ hết cái rêu này đi. Sau đó thì cái rễ nào thối thì chúng ta cắt đi nha mọi người nhé. Đây, rễ này thối rồi này, mình cắt đi này. Cái cây trước kia thì đẹp hơn, rễ khỏe hơn, đẹp hơn. Cây này thì rễ nó yếu hơn, xấu hơn, bị thối nhiều hơn mọi người ạ. Cái việc mà chúng ta cắt cái rễ thối này đi thì nó cũng kích thích phát triển cái rễ mới nhá mọi người nhé. Nên là cũng không đáng ngại đâu. Đấy, chúng ta cái nào mà nó hỏng chúng ta cứ cắt nó đi thôi, mạnh dạn cắt nó đi thôi. Chứ đừng tham mà để nhá mọi người nhé. Đây này, đây này, ở đây nó đã bị thối rồi đây này mọi người này. Đấy. Thậm chí chúng ta cắt trụi đi nó vẫn lên mọi người ạ. Biết thì nó dễ lắm, cây hồ điệp này biết trồng thì nó dễ lắm. Đây, ở đây nó bị thối ở phần trong đây này, mình nên là mình cắt đi đến đây luôn này, cắt đến đây luôn. Đó. Rồi,
mình sẽ giữ lại một phần cái giá thẻ mới này, mình giữ lại một phần, mình rửa sạch đi, sau đó tí nữa mình sẽ rải lên bên trên, rải lên bên trên bề mặt của cái chậu lan. Mình cho một chút nước vôi trong vào đây, sau đó thì mình ngâm cái giá thẻ này vào để cho nó khử khuẩn nha mọi người nhé. Đấy, mình ngâm nước vôi trong và mình để đây. Rồi đến cái cây lan này thì sau khi mà chúng ta đã cắt bỏ những cái rễ nó bị thối đi thì chúng ta rửa sạch nó đi nha mọi người nhé. Chúng ta rửa sạch đi. Rồi, sau đó thì chúng ta sử dụng cái bột quế này này. Đây này, cái bột quế, bột của cái vỏ quế nha mọi người nhé. Cái này là mình mua ở tiệm, nó có đây này, cái hãng mà mình đây này, nó là bột quế nguyên chất này đấy, từ người ta xay từ cái vỏ quế, vỏ của cây quế ra đấy, sau đó thì mình sử dụng cái bột quế này thì mình sẽ ở những cái vị trí mà vết cắt của cái đầu rễ nha mọi người nhé, vị trí vết cắt đầu rễ này này thì mình sẽ bôi cái vỏ quế này vào. Thì việc mà chúng ta bôi cái vỏ quế này vào ấy thì nó giúp khử khuẩn rất tốt nha mọi người nhé. Nó sẽ làm cho cái bộ rễ của cây lan này của chúng ta nó không bị thối cái rễ mọi người nhé. Nhất là những cái vết thương hở ấy. Đây chúng ta có thể là rắc cái vỏ quế vào đây này. Đấy. Đây mình rắc cái vỏ quế này vào đây. Thậm chí là chúng ta bôi một chút vào cái rễ này. Nó vừa kích thích phát triển bộ rễ mà nó lại phòng chống thối cho cây lan. Rất tốt nha mọi người nhé. Đây này, cái rễ này bị thối này mọi người này. Đây này. Mình cắt nốt cái rễ này đi. Đây này. Đấy. Cắt nốt cái phần này đi. Bôi vỏ quế vào đây, bột quế vào đây. Rồi, cái này xong rồi. Đến cây bên này. Đây mình cũng bôi vào đây. Những cái vết mà chúng ta vừa mới cắt đi, chúng ta bôi luôn vỏ quế vào. Quế thì đối với người thì nó rất là nóng, nhưng mà đối với cây trồng thì nó không sao nha mọi người nhé. Nên là mọi người cứ yên tâm, mình đã làm rồi. Mình bôi một chút vào cái rễ này cho nó. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình trồng. Đấy, mình trồng. Thì mình cho vào trồng vào cái chậu như thế này. Giá thể nó gồm là vỏ thông nhá mọi người nhá. Vỏ thông này là mình đã ngâm với lại nước vôi trong và ngâm vài tháng nay rồi. Để chúng ta ngâm càng lâu thì càng tốt nhá mọi người nhá. Khi mà cái vỏ thông nào mà chúng ta ngâm với lại nước vôi trong ấy thì chúng ta ngâm lâu thì nó đen như này này. Và nước vôi trong này nó ngấm thấu vào tận bên trong của cái lõi của cái vỏ thông ấy thì nó sẽ rất là tốt nha mọi người nhé. Chúng ta có thể sử dụng vỏ thông rồi là sử dụng than củi cũng được nha mọi người nhé. Than củi thì nó có đặc điểm là nó rất ít khi bị nấm cái giá thể. Vỏ thông này nếu như mà chúng ta xử lý kỹ thì nó sẽ không bị nấm đâu. Nhưng mà nếu như mà chúng ta xử lý mà nó không kỹ thì nó hay bị nấm trắng ở cái giá thể vỏ thông. Đấy. Ở đây thì mình vỏ thông này mình đã ngâm rất kỹ rồi. Nói chung là nó sẽ không bị nấm. Đây như này là mình đã trồng được một cây rồi. Đấy. Và ở phần bên trên này này. Phần bên trên này thì chúng ta lấy một chút
cái rêu, lấy một chút cái rêu mà mình vừa mới ngâm với lại nước vôi trong đó, thì mình rải một chút lên bên trên này để cho mục đích là nó giữ ẩm. Cái thứ hai nữa là nó giữ cho cái bộ rệt nó đỡ bị mất cái hơi nước đây nha mọi người nhá. Tại vì những cái ngày đầu này mới trồng thì cây lan của ta nó rất dễ bị mất hơi nước. Sau khi mà cây lan của chúng ta nó bén rễ rồi, cây lan của chúng ta nó khỏe rồi, thì chúng ta bỏ cái lớp và bỏ cái rêu này đi. Chúng ta chỉ để ban đầu này thôi để cho giữ ẩm cho cây lan thôi. Tại vì vài cái ngày đầu này, 2-3 ngày đầu này, thì sau khi trồng như này thì cái giá thể nha mọi người nhé, cái giá thể thì nó phải ướt. Tức là mình đã ngâm với lại nước vôi trong vài ngày rồi, thậm chí cái này mình ngâm vài tháng rồi, thì nó có cái độ ẩm ở trong đây rồi. Thì trong vòng khoảng độ 2-3 ngày đầu thì mình sẽ không tưới nước cho nó, để cho gió nó lùa vào đây, thì nó làm cho cái bộ rễ cây lan của chúng ta nó thoáng và nó cũng không bị thối. Sau 2 ngày nha mọi người nhé, 2 ngày đầu thì mọi người không cần phải tưới, và mọi người để cái cây lan của ta vào chỗ thứ nhất là râm này, mát và thoáng gió, nó không có ánh nắng trực tiếp nha mọi người nhé. Sau khi mà sau 2 ngày thì chúng ta tưới cho cây lan, thì các bạn có thể là sử dụng cái vitamin B1 này này với cái liều lượng là 1cc trên 1 lít nước, và chúng ta tưới cho cây lan giúp kích thích phát triển cái bộ rễ này. 5 cho đến 7 ngày thì chúng ta tưới một lần. Còn giữa những cái 5 ngày đó ấy, thì mọi người có thể là phun nước giữ ẩm cho cây lan. Và nếu như mà anh chị em không có B1 này thì có một cách đơn giản nhất là anh chị em lấy cái nước vo gạo ấy. Nước vo gạo chúng ta nấu cơm hàng ngày ấy, chúng ta tưới cho cái chậu lan này cứ khoảng độ 5 ngày đến 7 ngày thì chúng ta tưới một lần. Thì như thế thì mình đảm bảo là cây lan của các bạn sau khi trồng thì nó sẽ phát triển tốt và nó sẽ bén rễ rất nhanh. Và đặc biệt là sau này thì cây lan của ta nó sẽ không bị thối. Đấy, nó không bị thối nhũn khi mà chúng ta xử lý như thế này. Rồi, và mình xin kết thúc video chia sẻ hôm nay ở đây. Và nếu như mà anh chị em thấy cái video chia sẻ của mình hay và có giá trị giúp ích cho các bạn, thì các bạn hãy bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh Đức Hoa Lan. Đức Hoa Lan xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị em ở các video tiếp theo.